vlog của mình nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ test cái con này thử sẽ gắn cái camera lên xe để mình quay đó, mình đo tốc độ thử coi. Cái này nó hay bị lỗi tốc độ nên mình đo có lúc được lúc không các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ đo, mình gắn cái con màu vàng lên. Cái con này nó có bộ điện rồi. Giờ đây mình sẽ gắn cái camera lên đây nha các bạn. Rồi mình đo nó chạy thử test cho các bạn xem cái con xe điện này nó chạy như thế nào nha. Cái con này là GT không no X3 gì các bạn ơi. Đang đi bộ điện là điện cục pin 4V. Còn bộ điện gì lại đây quay cho các bạn xem nè. Đây, nó đang đi bộ điện bét chung gì đây nè. Đó. Mình không biết như thế nào, mình sẽ chạy cho các bạn xem. Xe này là mình hồi đó là của mình, xong mình bán lại cho một cái người anh người chú, xong người đó giao lưu lại mình chiếc Baya. Giờ mình lấy lại con này và có bộ điện mình sẽ test cho các bạn xem nha. Giờ mình sẽ gắn bộ điện vô rồi chuẩn bị mình ra mình test nha các bạn. Đó. Rồi các bạn ơi, mình mới đổi cái bộ bánh Gibi vô nè. Cái bánh này nó không có, nó chịu được tốc độ cao. Còn cái bánh này nó bị tét luôn rồi. Nó bị bung này ra. Nên nó chạy nó không có đầm, nó bị sàn xe, nó kêu quá trời. Bánh này chắc để chạy xe xăng chơi thôi. Xe điện tốc độ cao chạy mấy bánh này. Giờ mình ra để test lại cho bạn xem nha. Nãy giờ test toàn là bị hư bánh nè.
Rồi sau khi chạy xong mình sẽ lên edit video để coi tốc độ bao nhiêu nha các bạn. Rồi nếu các bạn thích cái video này cho mình một like và đăng ký để mình có động lực làm thêm nhiều video khác nha. Rồi bye bye các bạn, mốt mình sẽ có nhiều xe mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Bye bye nha.